shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Tí chết công ạ. Chân lý như là phượng hoàng lửa, ông hiểu không? Chân lý có trên thiên đường ạ. Chân lý phượng hoàng lửa, ông hiểu không? Ồ, máu tăng nhanh đấy. Đâu? Nhanh chưa không? Đây. Lên luôn. Phải nhanh chưa ông ơi. Phải nhanh chứ ông ơi. Chưa chết làm sao được. Xích kẹo bắn có nghệ thuật tầm sao mà đai được hả ông ơi? Nhà này, trong nhà thằng. Đấy, nó chạy rồi. Thằng lên xe. Các bạn thôi, quần máu đã. Thôi, đang bắn nút đồ. Phải các bạn. Mình có làm gì đâu, sao lại vãi. Đây rồi, yên tâm. Mình sẽ mang tin mừng về cho các bạn. Mày chạy đâu? Ok. Có vẻ căng. Người trong quân đoàn khác bắn khắp thật sĩ ạ. Người trong giang hồ. Làm sao? Tôi có làm gì đâu. Nói thế chịu rồi. Tôi chẳng biết gì cả trong cái vụ này không ạ. Mình gài mìn nhá. Này, đây là xe của quân đoàn SK, xin mời sát thủ ra ngoài. Nhanh. Xe của mình mà. Đây là xe của quân đoàn SK, xin mời sát thủ ra ngoài. Ok. Thôi, chúng ta cùng ra bạn đây. Đi bộ đi các cậu. Ra ngoài, nhanh. Rồi làm thế, xe của mình đây, mà. Đây là xe của quân đoàn SK, xin mời sát thủ ra ngoài, không ra thì tôi hạ xe. Đâu, còn gì con nữa. Cậu lại làm đổ mình. Đâu, ai lại nói vậy? Buồn ghê. Mới cắm mắt tí. Hỡi Dũng quân đoàn SK vàng, cho xin túi máu đi. Không, đây mình có 7 túi này. Không. Thà chết chứ không xin máu của quân đoàn khác. Kìa sợi thế. Thật. Anh em với nhau. Đây bọn tôi đang còn phải ăn lâu nấm sống qua ngày này thôi. Lâu lắm mới tái ngộ. Thôi thà chết chứ không xin máu của quân đoàn khác. Ông hiểu không? Wow. Bán đứng quân đoàn. Sự rẻ tiền của Dũng đã lên đến đỉnh điểm. Mình làm gì đâu. Mình đã xin đâu. Mình mới chỉ hỏi. Bán đứng quân đoàn. Dũng là kẻ bắn đứng quân đoàn, kích ra khỏi quân đoàn. Đây gọi là giao lưu quân đoàn. Không, đây là gọi là bắn đứng quân đoàn, không ạ. Mà nó chắc kìa các bạn đây, bên này. Thôi, đang hết máu, kiếm máu, not monster chắc. Đây, ra đây, mình trở ra. Các bạn cho mình 180 nhé. Các bạn, thái hết máu còn hơn, thái hết máu rồi còn hơn là xin xỏ máu từ quân đoàn khác, cậu hiểu không? Buồn ghê. Chị ơi, thính của mình. Mình có làm gì đâu. Tiền. Không, mình có làm gì đâu. Mình chẳng làm gì cả. Bà lại thính mới trả thính, mình có làm gì đâu. Đâu, sĩ có đầy máu đâu mà tụt. Thôi lấy motor chắc đi. Sĩ có đầy máu đâu mà tụt. Ê, trước mặt có người kìa. Từ nay sĩ kẹo bỏ lại phía sau. Không có máu thì bỏ lại phía sau thôi anh em. Chứ sao rồi. Còn một thằng nữa. Mình đang kiếm máu anh em ạ, nghèo quá. Qua đây đi săn người. Ở đây không có máu. No. Mình không cần các bạn ạ. Ok. Mình cũng không quan tâm. Đi cùng với nhau đó. Mình chỉ quan tâm đến túi máu của mình thôi. Ra đây này. Lòng nhân từ của mình đây nè. Trong này này. Thế thì thôi đây chị ạ. Đấy là lòng chó gặm. Not nhân từ. Cảm anh em còn chắc bấy lâu. Chúng chị ta ơi, là anh em. Chúng ta không còn là anh em từ khi bạn rời khỏi quân đoàn SK. Mọi thứ đã kết thúc rồi. Nói vậy chứ. Con tim của mình tổn thương. Không. Chị ra đây. Đây, bạn đây. Caligon, cho xin túi máu đi. Đây, mình có tí túi này, không lấy. Thôi. Anh em. Dũng ơi, cho túi máu đi. Đây, đón các bạn. Bắn máu á. Xe các bạn đây. Ăn đủ. Tưởng nó cho máu, nó bắn máu anh em ạ. Bắn máu sao mùi cho ạ. Đâu gì, vứt máu đây. Nhanh. Nhanh, bó sắp thu rồi. Đỡ phải quấn. Thế còn thằng Hào Nam kia đâu? Hào Nam, đi. Cho nó đi bộ một mình đi. Thằng đấy chê ngáo của mẹ ra ông ạ, cho đi bộ đi.
Bye bye Hào Nam. Ăn nấm rồi, nó vẫn ăn nấm rồi. Phái trưởng Hào nghe Nam. Nghe nghe. Thế thì kinh rồi. Kinh hẳn luôn chưa? Kinh nhá. Ê, khi mà ra tính sao bạn đây? Chúng ta có thể đừng làm gì được không? Mình biết là ký ức nó sẽ lại ùa về. Không. Bạn nên xuống xe đi. Trước khi mọi thứ quá muộn xảy ra. Không được đâu sói à. Chúng ta đừng làm gì nhá. Thằng làm gì đấy? Thằng làm gì đấy? Hành động rẻ tiền. Wow. Wow, sát thủ thật rẻ tiền. Anh em ơi. Ai mà cảm ơn đây mà các bạn ơi, các bạn oh. Rẻ tiền. Đứng lại, rẻ tiền. Đứng lại, rẻ tiền. Đứng lại, rẻ tiền. Một hành động rẻ tiền đến từ vị trí của sát thủ khi mà dựng tường băng để không cho đồng đội lẫm thính. Anh em có gặp phải cái team nào nó rẻ tiền như thế này không? Đúng thật là tấm lòng chó gặm thật sự. Bạn nói thế, anh em với nhau. Anh em với nhau không bao giờ xảy ra những cái chuyện như vậy. Hoa anh ạ. Anh em với nhau không bao giờ xảy ra được những cái chuyện như vậy. Yếu đấy, yếu đấy. Nó chạy xuống nhà Doraemon rồi, nhìn rõ luôn. Doraemon luôn cơ, lẹ vậy. Vào công. Nhà Doraemon. Thằng bé này sinh mộ rồi. Tất nhiên là Hoàng Anh rồi. Hai thằng nhá. Ê, đứng lại. Sao bạn đây? Một đứa ở máy phía hông. Một đứa phía hông. Nó chơi AWM không ơi? Biết rồi. Ôi, bảo sao bắn một phát trên AWM luôn. Thì hơi căng. Ok. Đây, Dũng chơi AWM kìa. AWM mới tăng đa mà. Đấy á. Một phát trên luôn à? Dũng ơi. Không giáp à? Dũng không giáp à? Không giáp. Ê, kìa, nó đang chạy xuống này, nó đang chạy xuống này. Đấy. Hình như còn mỗi thằng đấy thôi. Không, cứ vừa chạy vừa bắn này làm gì nhau. Làm sao làm gì nhau? Bình tĩnh nhau ạ. Phía chỗ điện. Chỗ điện hướng 60. Đây này. 60 nhá. Làm sao muốn gì từ bé này? Chúng ơi cuốn máu đi bạn ơi, để sĩ không lên cho. Hết máu rồi, không túi. Đây cho xin túi máu này. Đây tôi cho túi máu này Dũng này. Cố lên, Hào Nam chuẩn bị đến rồi. Không, thằng Hào Nam chơi ngu lắm. Bỏ vào đây. Bỏ vào đây để nó vỡ đầu tao luôn này. Dũng này vào trong nhà thì không bỏ. Hết máu rồi, xin cho đi. Vào trong đây cho túi máu này. Thanh niên vứt súng điện qua đây. Có súng điện không vứt đây. Bắn cho. Hào Nam sắp đến rồi. Hào Nam chuẩn bị đến. Không, Hào Nam chuẩn bị lên cống mạng rồi. Đây rồi. Hào Nam nhìn thấy nó rồi nhưng Hào Nam. Đây bắn cho này, Dũng này đứng yên bắn cho. Nó ở ngay bên trái Hào Nam nhưng mà nó không bắn. Hào Nam chuẩn bị cống mạng rồi. Wow. Wow Hào Nam. Đây, wow, Hào Nam. Hào Nam đi qua như chưa từng quen. Hào Nam đi qua như chưa từng quen này. Chị đó. Đấy. Thanh niên này, cắn trộm hơi lâu rồi đấy em ơi. Wow, Am. Wow. Mình bắn thay lớp em còn gà hơn cả nó. Đây, tôi thử bắn thử LWM em coi. Mình lấy hết đạn rồi. Từ cái hôm mà update sức mạnh xong là bắn thấy bảo bắn mạnh hơn. Tôi cũng thấy nó mạnh hơn. Thử coi. Bao nhiêu sát thương phát? Nó không mạnh hơn nhưng mà nó tăng cái tốc độ. Tăng độ chính xác không ạ? À, mấy cả dễ trúng hơn đấy. Dũng, cho xin bắn đạn LWM. Nhanh, vứt đây. Một thằng bắn súng trường đi, nè, ra đây. Vứt đây, nhanh. Không có băng. Vứt băng đạn LWM lên đây, một băng, vứt đây. Hai viên. Vứt đây. Băng đạn. Băng đạn sẽ tỉa là băng liền mà. Ừ đúng rồi đây, vứt đây. Vứt đây, không nhanh. Cho được, mình cũng bắn mà. Vứt đây đổi súng này, tôi đổi cho khẩu 5 viên này. Chứ còn sao nữa. Rẻ tiền. Rẻ tiền cái gì mà rẻ tiền. Thôi, ông mới là người rẻ tiền thôi, khỏi cần. Anh em thử lòng nhau thôi, hiểu không? Thử lòng thì ai thôi. Như Dũng bao giờ lại một người bạn tấm lòng chó gặm part 2. Người trong quân đoàn mà nó còn thử nòng đấy. Không. Anh em thấy chưa? Người chó gặm.
hết rồi, số lượt tính đi hết rồi, hết người rồi. Không, người chó gặm đấy bạn ơi. Quất luôn quả phóng lựu luôn. Combo này ổn chưa? Combo mới, chỉ kéo chơi combo mới rồi. Đâu, combo gì đâu, combo vớ va vớ vẩn thế mà, chơi vui thôi. Còn có Zamba thằng mà. Zamba thằng này thì ăn thừa mấy ông ạ. Ngại gì đâu. Ơ nhưng mà sao tưởng Hào Nam với Hạo Nam chơi ngu mà sao sống dai đấy nhở? Giống kiểu là những đứa chơi ngu thì thường hay sống dai ông ạ. Chịu hẳn luôn. Sao cậu nói vậy? Quái như vậy qua nó cần chết được gì đó. Khoan. Chết rồi nhưng quái hai heo. Chuyện đó gì ạ? Không thấy ạ? Không thấy máu nó tụt. Ồ baby, không có ai ở đây anh em ạ. Kẹo thì chưa thấy ai ở đây cả. Ồ, Hào Nam ơi, thử xin máu Hào Nam coi. Hào Nam ơi. Nhìn cậu nhìn người Hào Nam ơi. Kia một có máu à? Hello Lam Đại ca, cho em xin máu ơi. Hào Nam ơi, cho thử máu đi. Màu đây, màu đây. Màu đây. Bật mic nhưng không cho đây này. Hào Nam ơi, cho tìm máu đi, Hào Nam ơi. Hào Nam xếp có không giữ mất đừng tìm. À đủ không cho luôn anh em ạ. Vãi trưởng. À, cho máu này. Ê, ê. Bên này, bên này. Ok, ok, Hào Nam cho máu anh em ạ. Ngon. Ồ, oh, cho tháp đồng hồ. À, ừ, đúng rồi, tháp có vẻ căng, một đứa gục rồi. Sao dễ trúng này. AWM dễ trúng ấy. Đúng rồi không? Ngon thế. Bên này dễ trúng mà, ta độ bắn mong mà. Ô, ngon nhỉ. Ê, trước mặt còn thằng nữa kìa. Để qua. Ô, khỏe phết nhỉ. Bây giờ ông ơi. Để từ qua. Yếu nha, yếu nha. Yếu. Nó một đứa rồi. Một đứa nữa đâu? Cô đây. Còn nó 4 tháng thôi mà. Cũng phóng lựu à? Ok. Đúng đấy. Xong chưa? Một từ cuối nữa. Cái chạy bò, chạy bò, chạy bò, chạy bò đi, chạy bò đi xí ấy. Chạy bò, ok ok, đang nhiều máu này. Còn một thằng cuối đây sắp top rồi. Một thằng cuối nữa là top rồi. Thôi. Đây công ơi, chỗ này. Ê, có tiền súng, tiền súng. Chỗ này công ơi, tôi đang hết máu, đang hết máu. Hai bắp đại rồi, thôi xong. Xí quẹo, xí kẹo một tí máu này. Ngay trước mặt. Cắn sọ cái gì mà cắn sọ ở đây. Quả này câu đẹp, ui rồi. Phải ai trưởng, tưởng ăn được, không mất máu, không mất non tí máu nữa luôn. Còn mỗi AWM. Mỗi đứa đứa em kìa. Từ từ đây đây. Ngon. Top 1. Top 1. Quẩy thôi. Tuyệt vời. Quẩy đi các bạn ơi. Thế đạt phóng lựu rồi. Các bạn bắn bạn ấy. Caligon. Bắn chơi thôi ông ơi. Mày này. Ui hai khẩu em luôn. À, AWM tốc độ rất là nhanh phết đi. Ok, như vậy là team của chúng ta đã được top 1 ở ngay trong cái trận đấu này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.